Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo thông tin từ khu quản lý đường bộ 4, Cục Quản lý đường bộ, vào lúc 4 giờ 40 phút sáng nay, tại km 43-700 hướng trái tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe, gồm ô tô tải, xe 7 chỗ và xe khách 16 chỗ, tai nạn làm nhiều người bị thương, giao thông trên cao bị ùn tắc cục bộ. Theo khu quản lý đường bộ 4, đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, vạch sơn, biển báo rõ ràng và đoạn này không có bố trí hệ thống chiếu sáng. Các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Cùng ngày, bệnh viện đa khoa tỉnh Long An thông tin tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 11 bệnh nhân bị tai nạn giao thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương vào dạng sáng nay. Trong đó có bé trai bị gãy xương đùi, các nạn nhân khác chấn thương đai cổ cứng, đa chấn thương các bác sĩ bệnh viện đã cầm máu, cố định các chi chấn thương và cấp cứu cho các nạn nhân. Hiện tại tình trạng sức khỏe nạn nhân ổn định và vẫn đang nằm điều trị theo dõi tại bệnh viện. Trước đó, trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Cụ thể khoảng 2 giờ 40 phút ngày 29 tháng 2, ô tô 7 chỗ chở theo nhiều người lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe tới đoạn địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, bất ngờ nổ lốp trước phía bên phụ, xe trao đảo rồi tông vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều phía trước. Sau tai nạn, chiếc ô tô 7 chỗ bị móp méo biến dạng. Người dân cậy phá để đưa hai người bị kẹt trong xe đến bệnh viện cấp cứu.